cơn gió chiều mùa thu. Lòng mẹ bên than quá như mây trắng ngần bầu trời. Thành viên thứ hai Mỹ An 11 tuổi, drum và coco. Và thành viên nhỏ nhất trong nhóm của chúng ta đó là bé Mỹ Vi 9 tuổi, guitar bass and keyboard. Và kính thưa toàn thể các chị và các bạn thân mến, các cô bé đã từng tham gia cuộc thi tài năng trẻ tại Mỹ và được lọt vào top 10 của cuộc thi Orange County Florida tại USA. Và xin mời tất cả chúng ta cùng đến với The Mini Band.